Mỹ An Liên Collagen hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Trên thế giới có 7 tỷ người. Liệu bạn có nghĩ chính mình đang sở hữu một sức mạnh vô giá? Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Quậy từ làng Chiêu Chiêu phẩm đối đầu. Bạn nghĩ đúng rồi đấy. Món quà vô giá đó chính là giọng nói. Cùng đến với Thanh Âm Quyền Năng, nơi hội tụ những giọng nói hay, giàu cảm xúc, đặc biệt tôn vinh nghề lồng tiếng. Một công việc thầm lặng nhưng góp phần thổi hồn vào sự thành công của các bộ phim. Ngay bây giờ, hãy cùng MC Sam đến với những cảm xúc tuyệt vời từ giọng nói tại Thanh Âm Quyền Năng. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Thưa quý vị, chương trình Thanh Âm Quyền Năng là một chương trình truyền hình vô cùng đặc biệt, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Không biết là các bạn khán giả ở đây có bạn nào đã trải nghiệm qua cảm giác là đi qua từng cung bậc cảm xúc, từ vui đến buồn, hoặc là từ giận dữ cho đến tan chảy, chỉ bằng cách là chúng ta lắng nghe thanh âm của giọng nói chưa? Và ngày hôm nay thì Thanh Âm Quyền Năng sẽ mang điều đó đến cho quý vị khán giả. Thưa quý vị, chương trình Thanh Âm Quyền Năng sẽ được phát sóng vào lúc 20:25 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Mỗi một tập sẽ có 2 đội cùng tham gia thi đấu với nhau. Mỗi đội sẽ gồm 1 đội trưởng và 2 người chơi. Và đầu tiên thì chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của giám khảo xuyên suốt chương trình, đó chính là giám khảo Đại Nghĩa. Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Em chào anh Nghĩa. Ngày hôm nay thì cảm xúc của anh Đại Nghĩa đang như thế nào ạ? Anh hy vọng mình sẽ được xem những cái phần thi của các bạn đến đây với những cái chất giọng đẹp, những cái chất giọng mà các bạn có thể thể hiện được nhiều cái cảm xúc khác nhau, cũng như là nhiều những cái tâm lý tính cách khác nhau, để cho chương trình của chúng ta thêm phần sôi động, hấp dẫn. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Nghĩa và xin mời anh về vị trí giám khảo của mình. Cảm ơn em. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chào đón vị giám khảo chuyên môn của chương trình, đó chính là đạo diễn, diễn viên lồng tiếng Đạt Phi. Em chào anh Phi. Chào em. Các bạn đến với chương trình đó là cũng sẽ có những bạn là không phải là theo công việc lồng tiếng chuyên nghiệp, mà cũng là những bạn mà chúng ta mới vừa bước đầu tập làm quen cũng như là tìm hiểu với bộ môn này thôi. Do đó thì em muốn biết là anh Đạt Phi sẽ sử dụng cái yếu tố nào để có thể lựa chọn các phần thi của các bạn? Tại vì chương trình của chúng ta nó chủ yếu là tất cả mọi người, dù cho chuyên nghiệp hay là không chuyên nghiệp, chúng ta đến đây là chỉ là một cuộc chơi. Quan trọng là làm cho tất cả chúng ta đều cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui. Thông qua cái chương trình này thì anh cũng có cái tham vọng là anh cũng nghi nghĩa mấy cái giọng mà mình thấy có tương lai để mà mình kéo về đội của mình. Dạ. Em hy vọng là anh cũng sẽ để ý đến một cái chất giọng rất là đáng yêu, rất là dễ thương và cũng khá là truyền cảm, như giống là một như cô là... gái đứng bên cạnh anh đây. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh Đạt Phi. Rồi, cảm ơn anh về vị trí giám khảo của mình ạ. Và vẫn còn một vị trí giám khảo nữa, đó chính là giám khảo khách mời. Hãy dành một tràng pháo tay để chào đón giám khảo Ốc Thanh Vân. Em chào chị Ốc. Chào Sam, chào các bạn. Và đặc biệt là xin chào anh Đại Nghĩa và anh Đạt Phi ạ. Chào em. Chào em. Cảm giác của Ốc ngày hôm nay cũng khá là thú vị. Thật sự là trước mặt chị là hai con người rất là quyền năng. Họ đã biết cách sử dụng giọng nói một cách thông minh. Và với Ốc thì việc mà mình thông minh trong việc điều khiển giọng nói sẽ thực sự là một kỹ năng quan trọng, giúp cho bạn chinh phục được dạ nhiều thứ. Còn với anh Đạt Phi, trời ơi, đây là một người mà thật sự là em không có là học trò của anh ngày nào, nhưng mà một sự nể phục em luôn dành cho anh Đạt Phi. Nếu mà nói về lồng tiếng phim hoạt hình, anh Đạt Phi là trùm. Dạ vâng, những chia sẻ của chị Ốc ở đây thì có lẽ là các bạn thí sinh đang ở trong cũng sẽ lắng nghe và dựa vào những tiêu chí đó để cố gắng giành lấy điểm của chị Ốc. Nhưng mà Ốc sẽ không khó lắm đâu, nên các bạn yên tâm nhé. Dạ, em xin mời chị Ốc về vị trí giám khảo của mình. Cảm ơn em.
Thưa quý vị và ban giám khảo của chúng ta đã có. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai đội trưởng của chương trình. Đầu tiên chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của đội trưởng Xuân Nghị. Dạ. Dạ, lời đầu tiên thì con xin phép chào chú Đạt Phi, chào anh Đại Nghĩa và chào chị Úc Thanh Vân. Hôm nay con và em tới đây. Hả? Con và em tới đây. Con và em tới đây. Con và em là ai? Tưởng hai người không đó. Tại vì thực ra tại vì phải em gọi là chú Đạt Phi, bởi vì em cũng đã được chú Đạt Phi chỉ dẫn trong phòng studio để mà lồng tiếng phim hoạt hình. Chú phải gọi là một người đàn ông quyền năng về âm thanh. Quyền năng về âm thanh. Và hai người bên cạnh đây là những diễn viên mà rất là tuyệt vời. Em rất là hâm mộ về cả cách diễn xuất và về cả voice của anh chị nữa. Và cảm ơn anh. Nhưng mà bây giờ là anh hãy chọn đội màu xanh nè hoặc là đội màu hồng nè để về nè. Anh là đàn ông thì chắc là anh chọn màu hồng đi. Màu hồng đi. Hả? What? Màu hồng nam tính gì à? Nam sao đâu em? Màu hồng nam tính. Đi với đàn ông rất là đẹp mà, em thấy rất là dễ thương mà. Xin mời anh về với đội màu hồng. Ngay bây giờ sẽ cùng gặp gỡ vị đội trưởng thứ hai qua giọng nói của bạn ấy trước nhé. Ta là thám tử Edogawa Conan. Dù cơ thể bị teo nhỏ nhưng trí tuệ vẫn siêu phàm. Thủ phạm chính là ngươi. Đội trưởng Hoàng Sơn. Chào Sơn. Lời đầu tiên thì cho Sơn xin được chào anh Đạt Phi, anh Đại Nghĩa, chị Ốc Thanh Vân và quý vị khán giả. Và chào cả Sơn. Cái giọng này nó khác cái giọng hồi nãy quá. Tôi không tin, tôi không tin bây giờ em phải chào lại. Mà với cái giọng hồi nãy em làm Conan cho anh. Dạ. Conan xin kính chào anh Đại Nghĩa. Conan xin kính chào anh Đại Nghĩa. Dạ. Dạ. Mỗi giọng rất là đáng yêu và dễ thương mình, luôn. Mình nếu mà không biết á, mình sẽ rất là khó hình dung với một cái chàng trai như thế này, gương mặt này đúng không? Và ra một cái giọng nói trầm ấm đẹp mà tự nhiên khi mà hóa thân thành nhân vật Conan, cái giọng lên ốc móc o luôn, phải ốc thường nữa. Sơn, lúc mà chị lồng tiếng với em á, dạ. Tại vì hai chị em cũng có đi kiếm cơm á anh, lồng tiếng quảng cáo đó. Dạ. Thì lúc đó chị đâu có biết là em toàn năng dữ vậy đâu Sơn. Dạ, tại ở chỗ đó thì mình tranh thủ để mình chạy đi nữa đó chị. Em coi kìa. Hả? Xuân Nghị tuột máu rồi kìa. Xuân Nghị tuột máu rồi kìa. Thật ra thì nãy giờ mọi người nói em không có chen ngang được. Thật ra là em muốn xin về từ nãy giờ. Cảm ơn Hoàng Sơn. Và bây giờ xin mời bạn hãy về vị trí đội màu xanh của mình nha. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với bốn người chơi của ngày hôm nay qua bản sơ yếu lý lịch bằng hình ảnh. Bốn người chơi của chúng ta đang đứng ở trong bốn ô xuất hiện ở trên sân khấu này. Sau khi mà chúng ta nghe được giọng nói phát ra từ bốn ô số thì phải đoán được là hai thành viên của mình đang đứng ở trong ô số nào. Thắng game này thì chúng ta sẽ có được quyền ưu tiên bước vào vòng tiếp theo. Quyền này rất là có lợi luôn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe giọng nói ở ô số đầu tiên. Vậy thôi ra. Ủa? Gì kỳ vậy? Trời ơi, giọng cười sao ta đoán trời. Anh đoán nè, anh gợi ý này nha. Cái bạn này chắc là của đội Hoàng Sơn á. Nội công thâm hụt á. Tại vì cái tiếng cười càng về sau càng bị hụt hơi. Mình nghe tiếp ô số 2 đi sao. Ô số 2. Cái này mới thâm hụt nha anh. Không nha. Cái này là nội thương thâm hậu. Đúng rồi. Thấy ho không? Thấy té ho không? Là nội thương, em bị nội thương. Dạ. Nội thương thâm hậu nào. Hãy cùng nghe ô số 3. Thỏ ngọc mộng mơ. Cái này là thỏ ngọc chắc. Thỏ ngọc mộng mơ. Thỏ ngọc mộng mơ. Có thể có. À
xong rồi hả? Xong rồi, vậy thôi. Ô, số 4 luôn ạ. Đó, nghe giọng cười của bá chủ thiên hạ chưa? Đó là những phán đoán từ anh Đại Nghĩa. Còn hai đội trưởng của chúng ta đã có phán đoán riêng của mình chưa ạ? Việt Linh và Mỹ Ngân đang đứng ở trong ô số nào? Anh nghĩ là cái giọng cười mà bị hụt hơi khúc cuối á, là bạn bá chủ thiên hạ Việt Linh. Ô số cuối cùng, ô số 4. Ô số 4. Vậy bạn Mỹ Ngân? Mỹ Ngân Thỏ Ngọc Mộng Mơ thì anh nghĩ là ô số 3. Anh chọn 4 và 3. Đúng rồi. Vậy còn Hoàng Sơn ạ? Sơn nghĩ là bạn Trúc Linh sẽ là ở ô số 3. Và bạn Việt Thi ở ô số 2. Vậy để xem phán đoán của đội trưởng nào là chính xác nha. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ người chơi ở ô số 1. Xin mời bạn. Cô bé này mới là bá chủ thiên hạ Việt Linh nè. Em xin kính chào ban giám khảo và xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Chào hai đội trưởng ạ. Em tên là Việt Linh và em là thành viên của đội anh Xuân Nghị. Ủa? Vậy mà đội trưởng em không đoán, không nhận ra em. Không nhận ra em. Đau đớn. Dạ, đau, anh đau ở đây này. Việt Linh ơi, nhưng mà Sam muốn biết rằng là bạn có tham gia công việc lồng tiếng một cái chuyên nghiệp không? Em có học qua khóa lồng tiếng và cũng có được tham gia một vài cái trải nghiệm lồng tiếng phim Việt Nam. Đó chính là một ít thông tin để cho ban giám khảo của chúng ta có thể nắm về bạn Việt Linh. Dạ. Xin mời bạn hãy về vị trí đội trưởng của mình. Có muốn về không ạ? Dạ, phải về thôi. Phải về thôi. Cái này thì làm sao mà Xuân Thị tập trung thi thố gì được chứ. Đẹp gái quá. Thực ra nãy giờ em ngắm chị không á chị Ốc. Giờ em ngắm chị không á chị Ốc. Em không hiểu sao càng ngày chị càng đẹp. Ngộ nghĩnh vậy đó. Thì em nói thật ra không vậy? Em nói thật. Thề luôn. Từ con tim em phát ra. Không chị Ốc, nãy ở trong sân khấu là ở trong cánh gà là khen em y chang vậy á. Em không có cần nói thêm câu đó đâu sao không. Chị đang tận hưởng mà. Trời ơi, em nói thiệt. Em nói với một mình chị, ngày hôm nay em nói chị riêng một mình chị. Rồi chị tạm tin em. Em có thêm một điểm. Cảm ơn chị. Chị Ốc ơi, em thấy chị đẹp thiệt. Thực sự tất cả anh em mình đi về quá anh Phi. Mình đi về đi, giống như mình không tồn tại trên cuộc đời này hay sao đó. Anh nghĩ đó là phong độ luôn, nó phong độ luôn. Ừ, anh ở lại. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với lại người chơi số 2. Xin mời. Đầu tiên con xin kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Xin chào chị Sa, chào anh Xuân Nghị, chào chị. Chào anh. Rồi mình phải giới thiệu về bản thân mình cho ban giám khảo được biết nè. Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Việt Thi. Năm nay em 17 tuổi và em là một thành viên của nhóm nhạc B336 ạ. Wow. Mới 17 tuổi. Dạ. Hát hay lắm anh chị, là một ca sĩ. Ôi, tuổi trẻ rất là tiềm năng luôn. Vừa hát hay, vừa nhảy đẹp, vừa rap được, nhưng mà bây giờ còn qua thi lồng tiếng nữa. Trời ơi, rồi ai làm lại em? Thật ra lồng tiếng em cũng mới đây là tham gia thôi, chứ em cũng chưa có một cái gọi là cái kinh nghiệm gì về lồng tiếng hết. Cho nên là mong đợi anh Xuân Nghị cũng nhẹ tay giúp em. Anh biết mà, tuổi trẻ bây giờ giỏi quá thì mình về hưu sớm thôi chứ có gì đâu. Mời em về với đội của mình. Ô số 3 là cả hai đội trưởng cùng chọn nha, và xem phán đoán của đội trưởng nào là đúng. Xin mời ô số 3. Dạ, em chào ban giám khảo và chào quý vị khán giả, chào chị Sam. Em tên là Mỹ Ngân. Năm nay em... Thôi khỏi nói tuổi được không chị? Được, nếu bạn ngại. Nhưng mà sao muốn biết là bạn đã từng trải nghiệm qua công việc lồng tiếng chưa? Hồi xưa em có học một khóa lồng tiếng, nhưng mà em cũng không có theo nghề. Vậy cũng có kinh nghiệm sơ sơ ha? Dạ, cũng không có kinh nghiệm chị. Thỏ Ngọc của em mà. Thỏ Ngọc này là dịu dàng lắm. Em hiểu đúng không? Em hiểu mà. Đội em hiểu. Rồi, như vậy là trong lượt này anh Xuân Nghị đã đoán đúng. Xin mời Mỹ Ngân về vị trí của mình.
chúng ta hãy cùng gặp gỡ với thành viên ở ô số 4. Chào bạn. Dạ chào chị, em xin kính chào quý giám khảo, xin kính chào hai vị đội trưởng và xin kính chào tất cả quý vị. Em tên là Trúc Linh, hiện tại em đang là sinh viên và người dẫn chương trình tự do. À, nhưng mà mình đã từng thử qua công việc lồng tiếng chưa Linh? Dạ, hiện tại thì em chưa có thử qua công việc lồng tiếng. Và đây cũng là lần đầu tiên em thử qua cái công việc lồng tiếng. Và hy vọng là sẽ có cơ hội để có thể trải nghiệm nhiều hơn. Cảm ơn bạn và xin mời bạn về với vị trí đội của mình nha. Dạ. Như vậy là cả hai đội trưởng của chúng ta ngang bằng nhau ở sự phán đoán ở đợt này. Chúng ta hãy cùng đến với một cái game phụ để có thể quyết định xem đội nào sẽ giành được quyền ưu tiên ở trong vòng đầu tiên nhé. Hai đội trưởng đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Xin mời Quảnh Tù Xì ạ. Ủa? What? Trò chơi khó ghê ha. Trò chơi phụ mà anh. Anh ra gì? Anh ra gì? Nghĩ đến ra gì? Em tính ra cái búa. Anh tính ra cái kéo. Nhớ là cái kéo nha. 1, 2, 3. Trời ơi. 2, 3. Trời ơi, xong ra cái kéo thì em thua. Xin chúc mừng Xuân Nghị, bạn đã giành được quyền ưu tiên ở trong vòng sau. Xin mời bạn về vị trí của mình. Vậy thôi đó. Và bạn về vị trí của mình. Vậy thôi đó. Trước khi bước vào vòng 1, hai đội chơi đã tiến hành đặt tên đội. Đội Xuân Nghị sẽ thi đấu với tên gọi Thâm Thi. Đội Hoàng Sơn lấy tên Tinh Tế. Ngay bây giờ, cùng bước vào vòng 1 của Thanh Năm Quyền Năng. Quý vị khán giả đang đến với vòng 1 của Thanh Âm Quyền Năng. Ở vòng này của chúng ta sẽ có tên gọi là diễn xuất bằng giọng nói. Cả hai đội sẽ bước vào vòng 1 với luật chơi như sau. Có 3 lượt thi, mỗi lượt gồm một thành viên của hai đội. Trên bàn của mỗi đội sẽ có 2 nút bấm. Nút màu xanh quy định đoạn thoại, nút màu hồng quy định cảm xúc hoặc hoàn cảnh. Thành viên mỗi đội sẽ lần lượt bấm từng nút để chọn ngẫu nhiên một đoạn thoại và một cảm xúc hoặc hoàn cảnh. Nhiệm vụ của người chơi là thể hiện đoạn thoại với cảm xúc hoặc hoàn cảnh mà mình chọn được. Lưu ý ở lượt thứ 3, người chơi chỉ có 30 giây để thực hiện thử thách. Sau 15 giây, chữ trên màn hình sẽ mờ dần và biến mất. Vì vậy, ngoài việc thực hiện đoạn thoại, người chơi còn phải ghi nhớ đoạn thoại này. Đội thắng cuộc là đội giành được 2/3 phiếu bình chọn của giám khảo. Và giải thưởng ở trong vòng này sẽ là 3 triệu đồng nếu như mà chúng ta giành chiến thắng nha. Hồi nãy là đội của Xuân Nghị đã giành được quyền ưu tiên. Các bạn sẽ có quyền lựa chọn thành viên nào thi đầu tiên và thành viên nào sẽ là thành viên đối thủ với mình. Là chọn của đội bên kia hả? Ừ. À, nhưng mà Sam có một cái mật mí này cho các bạn nha, là ở lượt cuối cùng á sẽ là lượt thi khó nhất. Khó nhất hả? Khó nhất thì mình phải chọn những người mà giỏi nhất. Cho nên là chắc là anh sẽ thi thứ hai. Tự nói tự vỗ tay luôn. Vậy thì bây giờ nè, em chọn người đầu tiên là ai? Thành viên đầu tiên em sẽ chọn bạn Mỹ Ngân đi ạ. Mỹ Ngân. Rồi em muốn chọn đối thủ là ai? Đối thủ là T336 đi. Biết thi. Trời ơi. Các bạn quyết định thi trước hay thi sau? Mình thi sau đi ạ. Cảm ơn Nghị. Cố lên Việt Thi ơi. Cố lên. Xin mời hệ thống. Đầu tiên sẽ là chuông màu xanh. Xin mời bấm chuông. Xin chào, có phải chị Sam không ạ? Em là Nguyễn Hà My gọi đến. Cái gì vậy? Chưa biết nha, chưa biết đoạn thoại này là về cái gì nha. Và xin mời chuông màu hồng. Trời ơi. Này mà vô cái hoàn cảnh là say xỉn mới vui. Cọc cằn. Cọc cằn vì đã lâu không bán được nhà. Trời ơi, sao nó hợp với em dữ vậy Sam? Ba đêm mình ghê. Thường ghê, nó không thắng đâu. Cứ làm đi, ghê không thắng đâu. Việc thi em có 1 phút để chuẩn bị. 1 phút bắt đầu. Hãy nhớ là cảm xúc mà chúng ta lựa chọn phải là cọc cằn vì đã lâu không bán được nhà nha. Cái giọng không bán được nhà là nó ức lắm em, nó ức từ bên trong ức ra.
đặt tình huống vô mình có 30 căn nhà đang cần bán. Thời gian đã hết. Dạ. Thời gian dành cho em bắt đầu. Xin chào, có phải chị Sao không ạ? Em là Nguyễn Hà My, gọi đến từ công ty bất động sản. Được biết là chị có nhu cầu mua một cái căn hộ chung cư cao cấp đúng không chị? Dạ. Nên chị có nhu cầu cấp thì bên em có cung cấp cho chị một vài cái thông tin về những cái căn hộ tiện nghi trả góp bên em. Chị nghe được không chị? Dạ. Không biết là hiện tại chị có thời gian cho em tư vấn giúp mình không ạ? Dạ, chị nói vậy. Hiện tại chị có bất động sản khắp thành phố rồi hả chị? Dạ em cảm ơn. Cảm ơn chị nhiều quá. Cảm ơn chị. Cấp á. Thật sự thì với em là cái tình huống này nó hơi khó nha. Tại vì mình đặt ở trong cái vị thế là mình gọi mình chào mời người ta mua nhà mà cọc cằn thì là không hiểu làm sao, hơi khó à. Nhưng mà hoàn cảnh biết đâu là cái cô Sam này nè, đó, thứ nhất là bán đã lâu không bán được nhà, cái thứ hai là vừa mới gây lộn với người yêu xong đó, cho nên là bây giờ bắt buộc phải gọi liên hệ với khách hàng thì cái giọng như còn quạo cọc vậy đó. Tình huống này cũng có thể xảy ra chứ mà không ha. Mà cũng là tình huống rất là thú vị. Dạ vâng, cảm ơn Việt Thi nha. Dạ, cảm ơn ạ. Và bây giờ sẽ là phần thi tiếp theo của Mỹ Ngân. Ây da. Đây sẽ là một đoạn thoại dành cho bạn. Kính gửi ông già Noel và chuông màu hồng. Xin mời bấm chuông. Này chắc giọng nũng nịu quá. Vui buồn bất chợt. Nói chuyện với ông già Noel mà vui buồn bất chợt. Nhân vật này cũng lạ lắm rồi nha. Xin mời Mỹ Ngân ạ. 1, 2, 3. Yeah. Bạn có 1 phút để chuẩn bị, thời gian bắt đầu. Vui buồn bất chợt nha. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Và thời gian dành cho Mỹ Ngân bắt đầu. Kính gửi ông già Noel, vậy là ngày con chờ đợi cuối cùng cũng đã đến rồi. Năm nay con học giỏi nhất là môn âm nhạc, còn môn toán thì chưa tốt lắm. Con sẽ cố gắng nhiều hơn. Con luôn nỗ lực để trở thành một người con ngoan. Tuy nhiên con còn 2 tật xấu là cãi mẹ và đánh em. Con hứa sẽ sửa đổi trong thời gian tới. Con rất thương bố con, nên con mong năm nay ông sẽ tặng cho con 1 căn biệt thự 5 phòng ngủ để bố không bị mẹ cằn nhằn nữa. À mà còn chuyện này, nhà con không có ống khói. Khi nào ông đến cứ bấm chuông, con sẽ ra nhận. Con biết ông là người tốt, con cảm ơn ông nhiều. Ok vậy. Cái vế con cảm ơn ông nhiều, con cảm ơn là buồn nha. Ông nhiều cái vui. Nói chuyện là cũng chứ. Thôi nhưng mà buồn vui bất chợt anh ơi, có quyền. Và bây giờ thì xin mời ban giám khảo của chúng ta hãy nhận xét phần thi của 2 bạn ạ. Em thấy sao không? Em thấy dễ thương. Kiểu bị đặt vô mấy cái thử thách này, kiểu tự nhiên nhớ về thời sinh viên ngày xưa của anh em tụi mình. Lâu rồi không có khùng vậy anh hả? Kiểu thời đi học thì kiểu làm đủ trò, không có biết mắc cỡ. Còn giờ kêu mình làm vậy thật sự mắc cỡ, đúng không chị? Tại vì kiểu nó rất là mắc cười, mà phải kiểu bằng tất cả sức bình sinh là phải quên thế giới xung quanh luôn mới làm được cái chuyện này. Thật ra 2 bạn làm là tương đối tròn trịa. Việc thi lúc đầu thì nhìn rất là dè dặt, nhưng mà khi lên thể hiện thì rất là máu lửa. Bạn khá là chủ động, bạn làm khá là tốt. Nhưng mà theo chị nha, thì có thể mình sẽ không có cọc từ đầu. Bình thường mình sẽ vẫn vui và bắt đầu một cuộc gọi mà. Nhưng mà khi người ta phản ứng không được như mình mong muốn á, thì mình mới cọc. Cọc nó khác với lại thô lỗ nha. Tức là thô lỗ là gặp ai nói chuyện sổ sàng, nói như quát cái bạc tai, không chủ ngữ, không dị ngữ gì trơn á. Vậy đi, chào. Đúng là nó vượt qua khỏi sự cọc cằn luôn. Còn cái cọc thì nó có vẻ nó có sự kìm nén lại một chút, mà vẫn thấy cái sự hậm hực, cái sự bực bội tức thôi bên trong. Cái mà để anh lắng động, để anh mà ghi nhớ thì cái chất giọng của bạn này rất là tốt. Giọng có lực, giọng rất anh tốt. À, cho nên là anh cứ bị mãi mê nghe cái giọng mà quên để cái vụ kia.
Còn với Mỹ Ngân, cái buồn vui bất chợt thì cũng sẽ có hai cách để mình làm. Một là mình dựa theo cái cảm xúc của cái câu đó, nó vui thì mình sẽ vui, và mình đặt để cái cảm xúc buồn vào những cái câu mà có thể truyền tải được cái cảm xúc buồn. Còn không là mình làm ngược lại, cái câu vui thì mình làm buồn mà cái câu buồn thì mình làm vui. Chúng ta cũng sẽ phải tính từng câu, câu nào mình buồn và câu nào mình vui. Thật ra thì bạn Ngân làm rất là tốt cái vai trò của mình luôn. Là ví dụ như những câu đáng lý vui thì bạn buồn, những câu đáng lý buồn thì bạn vui, thì bạn làm đúng cái vai trò buồn vui thất thường đó, cho nên là nó mang cái tính chất rất là giải trí. Nhưng mà cái mình thấy được là ở hai bạn có cái sự hóa trang, biến hóa về cái giọng nói, về cái màu sắc của mình, thì như vậy đã là tốt lắm rồi. Cảm ơn hai em. Và cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa ra sự lựa chọn của mình giữa hai đội. Xin mời ban giám khảo. 3 2 1. Màu hồng. Xin chúc mừng Mỹ Ngân. Như vậy là đội thì thầm của chúng ta đã âm thầm mang về một lượt đầu tiên rồi. Và bây giờ sẽ là lượt thi tiếp theo, sẽ là ai đây ạ? Đội Xuân Nghị thì Việt Linh sẽ ra thi. Còn đội bên kia Xuân Nghị chọn Trúc Linh. Việt Linh và Trúc Linh. Song Linh. Song Linh. Hồi nãy đội của mình là thi sau rồi, bây giờ đội mình thi trước đi nè. Đầu tiên sẽ là chuông màu xanh. Xin mời bấm chuông. Hu hu hu, cậu nghĩ xem đàn ông là cái giống loài gì? Nào, chuông màu hồng, xin mời bạn. Cảm xúc. Cười trong đau đớn. Cười trong đau đớn. Này khó nha. Bạn có một phút để chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Cười trong đau đớn mà có hu hu hu. Hu hu hu. Thời gian đã hết. 3 2 1 bắt đầu. Cậu nghĩ xem đàn ông là cái giống loài gì? Có phải là một củ hành tây không? Muốn thấy được trái tim của hành tây thì phải bóc từng lớp vỏ bên ngoài ra. Mỗi lần bóc vỏ như thế sẽ khiến cậu phải chảy nước mắt. Nhưng khi bóc tới lớp vỏ cuối cùng thì mới phát hiện ra rằng hành tây không có tim. Mà cậu nghĩ xem, đàn guitar mới đánh được, đàn piano tôi cũng đánh được, đàn tranh tôi cũng đánh được nốt. Vậy mà tới đàn ông thì tớ không đánh được. Chỉ biết khóc lóc khi thấy hắn ta đi gặp bồ với trà xanh thôi. Hay quá. Linh ơi. Dạ. Em quay ra xem nhìn lại cái đề bài đi em. Cái đề. Cười trong đau đớn. Cười trong đau đớn. Thấy đau thôi chứ chưa thấy cười. Cảm ơn Việt Linh. Và bây giờ sẽ là phần thi của Trúc Linh. Xin mời bạn. Quan trọng là cảm xúc gì nè, hoặc là ngữ cảnh nào nè. Đọc á. Hợp luôn. Wow, hợp luôn chị. Vô là cái cảm xúc này nó hợp với lại cái câu thoại này nè. Nhưng mà em hiền lắm. Mời bạn. Trúc Linh ơi, bạn có một phút để chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Âm thanh lòng điên bánh lộn. Cái này mà gặp mấy bạn không chuyên mà không biết á. Là ngàn chỗ của ngươi. Dạ. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Rất tự tin. Và bây giờ thời gian dành cho Trúc Linh bắt đầu.
Hay lắm, ngươi đã bất nhân thì cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đợi đặt lịch thì chi bằng hôm nay ta và huynh hãy tỉ thí phân cao thấp, để xem phái Nga Mi của ta hay võ đàn nhà ngươi sẽ xưng danh thiên hạ. Ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của nhà ngươi. Sao ta đến chơi mà ngươi đánh thiệt vậy? Ta với ngươi từ đây ân đoạn nghĩa tiệt, sau này có gặp lại cũng sẽ coi như chưa từng quen biết. Cái gương mặt cái mắt long lên sòng sọc luôn. Cảm ơn bạn, cảm ơn Trúc Linh. Như vậy là lượt thi thứ hai của chúng ta cũng đã hoàn thành. Xin mời ban giám khảo nhận xét ạ. Anh muốn em Ốc em hãy thể hiện lại cái đoạn mà hồi nãy cười trong đau đớn đó. Thử đi chị. Đã nói với anh là em đã làm những cái chuyện này từ 20 năm về trước. Giờ em già rồi, em đến đây để em nghiêm túc mà anh cũng không tha cho em nữa. Anh nghĩ là em rất là hợp với cái đoạn đó, cười điên dại này kia là em. Anh à, giờ em làm vậy rồi mai mốt chương trình phát con em nó sẽ hỏi: ủa, mommy làm gì vậy? Thực sự cái đoạn này cũng khó thiệt. Nếu như các bạn không có nhiều kinh nghiệm á, các bạn chưa có thể hiện dạng như thế này, hoặc là chưa có đóng phim hoặc là diễn trên sân khấu á, thì tự nhiên đặt để vô này rất là khó. Này là khó lắm. Rất là khó luôn. Yeah. Mà cái vấn đề là cái lời viết này nè, nó cũng không giống bình thường nữa. Em cũng thấy vậy. Mình tâm sự với bạn của mình đi, cứ coi như là mình cười trong đau đớn thiệt đi, thì cũng không có nói rằng đàn ông là củ hành tây kiểu vậy. Cái ngôn ngữ đó nó kỳ khôi lắm, cho nên là kiểu nó rất là bẻ, cái miệng của mình nó sẽ không có thuận. Nhưng mà đã là thử thách thì mình phải chịu thôi. Trời, mọi người nhìn quá à. Giờ bắt em cười trong đau đớn đúng không? Dạ, mình chào tay và chỗ ạ. Cậu nghĩ coi, đàn ông là cái giống loài gì? Có phải là củ hành tây không? Phải không? Muốn thấy được trái tim của hành tây á thì phải bóc từng lớp, bóc từng lớp, phải bóc từng cái lớp vỏ bên ngoài ra. Mỗi lần bóc vỏ như vậy nó sẽ khiến cậu phải chảy nước mắt. Nhưng bóc tới cái lớp vỏ cuối cùng thì mới phát hiện ra rằng hành tây không có tim. Mà cậu nghĩ coi, đàn guitar tớ đánh được, đàn piano tớ cũng đánh được, cái đàn tranh tớ cũng đánh được nốt, vậy mà đàn ông thì tớ không đánh được. Chỉ biết khóc lóc khi thấy hắn ta chỉ cầm bồi trà xanh. Hay quá à. Hay nhỏ em, tôi xuất sắc ghê chưa? Làm như kinh nghiệm sống của em lấy ra phải không? Anh à, bây giờ em không có còn lo tới trà xanh nữa nè. Em cũng thích trà mà em thích trà neo à. Trà neo. Nó khó là bởi vì nếu như mà chỉ đơn thuần là khóc không thôi thì nó bình thường. Vâng. Mà khi chúng ta đau tới cái mức mà trên cả cái nỗi đau đó mình không có khóc nữa mà mình cười, cười trong sự bẻ bàng, cười trong sự chua xót đau đớn, thì đó là một cấp bậc đau hơn bình thường nữa. Vậy thì để có thể diễn được cái đoạn này đòi hỏi người diễn viên thứ nhất là phải có kinh nghiệm sống, cái thứ hai là phải có bề dày kinh nghiệm nghề nghiệp, trải nghiệm sân khấu, kỹ thuật biểu diễn và tất cả mọi cái thì mới có thể làm được giống như cái kiểu mà Ốc làm vừa rồi. Với một cái cô bé như Việt Linh xinh xắn dễ thương thì tự nhiên bây giờ trong vòng 1 phút thảy em vô một cái đoạn cao trào đỉnh điểm khóc cười như vậy thì nó đúng là nó hơi vượt quá so với khả năng của em. Nhưng nếu như mà em có thời gian em nghiền ngẫm nó lâu hơn, hoặc là nếu như có người nào đó hướng dẫn em, thì anh tin chắc là em sẽ làm được nha. Dạ, em làm được, em làm được. Dạ. Anh Đạt Phi thì có phần nhận xét như thế nào về hai bạn ạ? Về cái phần độc ác của Trúc Linh á thì đúng là cái tên độc ác này nó có sự tỉnh thức á. Dạ. Và chắc cũng ăn chay trường.
cho nên là cái sự thể hiện nó cũng cũng không có phải là ác lắm. Cũng có sự nhân từ trong đó. Nói chung thì đó là nói vui thôi, chứ thật ra tại vì các bạn bị áp lực quá. Nội mà ra tới chỗ đó đứng thôi là đã tim đập chân rung rồi. Với thời gian ngắn nữa. Thêm nữa bản chất của bạn cũng lại quá hiền, cho nên là chỉ thể hiện ra được cái giọng nói ở tới chỗ đó là tôi ác vậy 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 đó, tới chỗ đó là tôi hi ha 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 là cho nó xong cái nhiệm vụ. Cái anh lo là lo Trúc Linh sẽ không làm được cái màu đó, mà Trúc Linh sẽ là hi ha ha hi ya ya hu là chắc tiểu luôn. Thì nói chung cũng thông cảm, cũng thông cảm vuốt nhẹ cho các bạn. Cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã thể hiện rất là tốt. Và ở trong lượt thi thứ hai này thì số điểm của ban giám khảo sẽ được giữ lại, một lát nữa chúng ta sẽ lựa chọn sau ạ. Lượt thi cuối cùng, Xuân Nghị và Hoàng Sơn, ai sẽ đi trước ạ? Nghị thi sau. Nghị thi sau. Cảm ơn Nghị. Xin mời hệ thống. Xin mời. Alo, à em kiếm ai? Chuông màu hồng, xin mời bạn. Vừa nói vừa cười khinh bỉ. Dư sức. Cố lên anh ơi. Và ở trong lượt thứ ba này thì sẽ khó hơn nha. Hồi nãy là Sam cũng có thông báo trước rồi. Đề bài sẽ được mở ra, các bạn phải vừa đọc và vừa ghi nhớ. Lát nữa khi thực hiện thử thách, các bạn chỉ có 30 giây. Và sau 15 giây thì chữ sẽ bắt đầu mờ dần đi. Cho nên là phải ráng nhớ luôn cái đoạn thoại đó em. Đặc biệt là những đoạn cuối. Một phút dành cho Hoàng Sơn. Bắt đầu. Bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Alo. À, em kiếm ai? Xin lỗi em tên gì ha? À, Trang hả? Không có nghĩa ở đây em ơi. Em hỏi anh là ai mà cầm mấy người yêu em hả? Xin được trân trọng giới thiệu với em, anh là chủ tiệm cầm đồ. Điện thoại nó bị giật rồi em, đừng có điện cho nó nữa nha không. Mà nè, nếu em liên lạc được với nó đó, nhớ nhắc nó lần sau đừng có vừa chạy xe vừa nghe điện thoại nữa, bị giật xui, ráng chịu nha không. Rồi vậy hen, chúc em vui vẻ với người tình lơ đỉnh của em. Cảm ơn Hoàng Sơn ạ. Và bây giờ sẽ là Xuân Nghị, ô màu xanh, xin mời bạn. Đồ đệ của ta, đồng đội của con còn đang chiến đấu ở ngoài kia. Phim kiếm hiệp. Kiếm hiệp, kiếm hiệp rồi nha. Và chuông màu hồng, xin mời. Giọng Huế, truyền cảm hứng. Sở trường rồi. Đồ đệ của ta. Thực sự là khi mà vô trong studio, vô trong phòng thu thì cái cảm giác nó khác với lại mình đứng ở trên này. Trên này có nhiều người. Ở phòng thu thì chỉ có một mình đạo diễn Đạt Phi thôi, đỡ tâm lý hơn. Ở đây thì ánh đèn rồi mọi thứ, bên cạnh còn có cả người đẹp nữa. Nhớ chúng ta chỉ có một phút để vừa xem vừa ghi nhớ nha. Một phút bắt đầu. Trời, bị cận mà quên mang kính nữa thì có chán thiệt chứ. À đây. Anh đã sẵn sàng chưa ạ? Máy chạy. Thời gian dành cho bạn bắt đầu. Đồ đề của ta, đồng đội của con đang chiến đấu ở ngoài kia. Con hãy thức tỉnh mà cố gắng lên. Khóc cũng được, bỏ chạy cũng được, nhưng không được bỏ cuộc. Và tin tưởng con, luôn nhìn theo phía sau con. Ngày tháng khổ luyện như địa ngục, nhất định sẽ được đền đáp. Hãy trở thành một người cứng cáp hơn bất kỳ ai. Hãy tỉnh dậy, thức tỉnh đi, mở mặt ra mà chiến đấu đi. Ông thầy dễ thương quá hả? Xin mời bạn, cảm ơn Xuân Nghị. Và bây giờ sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo ạ. Em ghi gì ghi quá trời vậy ốc? Chị ơi,
Kệ em đi, kệ em đi, em ghi chim kệ em đi. Đây cái giọng này mới là Huế này nha. Dạ. Còn giọng này giống giọng Nghệ An hơn nha. Dạ, dạ vâng, nó hơi bị lai về Quảng Trị một chút. Nhận nó xuống rồi, mọc nó lên. Không, nhưng mà thật sự là cái đề bài này của Nghị rất là đáng yêu rất, luôn á. Rất dễ thương. Mà đề bài của Hoàng Sơn cũng hay luôn. Nên là Sơn làm chị thấy là khá tốt. Nói chung là ở phần này là cả hai bạn đều làm rất là tốt. Ước gì nó có hai cái nút cân bằng với nhau. Bởi vì bạn nào cũng giỏi, bạn nào cũng tài năng. Và cái thể hiện của mỗi bạn đều rất là tốt. Chính vì hai bên ngang tài ngang sức cho nên là mình phải xét cho nó sâu hơn chút xíu nữa. Để mình coi coi bên nào thật sự nhỉnh hơn bên nào ha. Với Hoàng Sơn thì thật ra cái đề bài này với Sơn anh nghĩ không có khó dành cho em. Một cái đề bài nó khá đơn giản. Khi chúng ta cười khinh bỉ. Khinh bỉ nó sẽ ở cái mức độ vừa. Chứ nó sẽ không thể nào ở cái mức độ nó vượt quá được. Thì nó sẽ không có tải được cái sự khinh bỉ. Vì sự khinh bỉ là có cái sự kiểm soát ở trong đó. Chỉ bằng thái độ và cái cách mình nhấn từ thôi. Còn với Xuân Nghị thì đó, nhân nói ngay từ đầu, nó chưa phải là giọng Huế. Dạ. Nhưng mà được cái ở Xuân Nghị á, là cái đề bài là gì? Truyền cảm hứng. Thì cái cách nói của Nghị á, làm cho mình cảm thấy mình thôi thúc, mình muốn xông ra trận liền lập tức. Gì đó, bắt đầu đi, thức tỉnh đi. Gì đó, cái câu nói cuối cùng á, đó, thì mình mở thấy được mặt đi. Là mình thấy nó đúng là truyền cảm hứng thật. Đó là nếu như chúng ta xét kỹ một tí thì ở mỗi bàn nó sẽ có một cái gì đó nó còn chưa tròn trịa lắm mà thôi. Nhưng mà nhìn chung đây là một cái phần thi tốt, xứng đáng với vị trí của hai đội trưởng. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là lượt lựa chọn ở lượt thi số 2 của các bạn Việt Linh và Trúc Linh. Mời ban giám khảo. 3, 2, 1. Xin mời. Xin mời. Chúc mừng đội Xuân Nghị. Thì giờ thắng 2 trận liên tiếp là biết thắng luôn rồi, giờ chấm điểm đội trưởng chi nữa. Như vậy là đội của Xuân Nghị đã giành được 2 lượt thắng rồi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các bạn đã mang về cho đội của mình 3 triệu đồng.